91 thư trả lời cư sĩ Hứa Huệ Phạm, năm Dân Quốc 22, 1933. Bệnh của ông là do trong đời trước hoặc trong đời này đã làm chuyện hại đến tánh mạng người ta, nghiệp này chẳng tiêu, bệnh quyết khó lành. Hiện thời uống thuốc vô hiệu thì có thể chẳng uống, chỉ lắng lòng niệm Phật, niệm Quán Thế Âm, chỉ mong siêu độ bán ra. Niệm Phật tuy chẳng thấy hiệu quả nhưng vẫn có lợi ích, chẳng thể xem như có cùng một tác dụng với uống thuốc. Sinh kế trong nhà ông ra sao? Nếu không có tài lực thì tự mình hãy chí thành khẩn thiết niệm Phật. Hãy nên sanh lòng hổ thẹn, trở nên sanh tâm phẫn hận. Sanh lòng hổ thẹn thì lòng oán hận của oán gia sẽ tháo gỡ được. Nếu sanh tâm phẫn hận thì muốn tháo gỡ cả thêm kết chặt. Do người ta ôm lòng báo hận, ông lại ôm lòng hận báo thù người ta, nên càng kết sâu thêm, không cách nào cởi gỡ được. Đấy chính là cách cởi gỡ oán kết bậc nhất. Nếu sinh kế trong gia đình dư giả thì có thể đến núi Linh Nham dự một Phật thất, hoặc thỉnh 15, 20, 30 người đều được. Linh Nham là chỗ sốt sáng tu hành bậc nhất trong vùng Giang Chiết, niệm Phật quanh năm, giống như lối đà Phật thất thông thường. Có thí chủ mời bao nhiêu người đà thất thì vẫn niệm Phật theo lệ thường, chẳng qua là đối trước Phật, đối trước bài vị, hồi hướng thêm 3 lần mà thôi. Bất luận đà thất hay không đà thất đều niệm giống hệt như nhau, chẳng qua là thỉnh bao nhiêu đó người thì sẽ được công đức của bấy nhiêu đó người. Hiện thời niệm Phật đường có hơn 30 người. Nếu đà thất sẽ lập một bài vị cởi gỡ oán kết bằng giấy, ngày Phật thất viên mãn sẽ đốt đi. Nếu chính mình lập một bài vị trường sanh độc vị thì làm một bài vị bằng gỗ thở vĩnh viễn trong niệm Phật đường thì thêm 50 đồng. Nếu không làm thì cứ tính mỗi người là 10 đồng. Như 15 người thì là 150 đồng, 30 người là 300 đồng. Đây chẳng phải vì Linh Nham mà tổ chức Phật thất, mà là do bệnh tình ông trầm trọng nên chẳng ngại gì mà nói đến biện pháp này. Ông hãy tự châm trước, nếu không có sức trở nên miễn cưỡng. Này tôi gửi cho ông 2 cuốn Tịnh Độ Ngũ Kinh, ông và vợ cùng được thọ trì, có thể dùng làm kinh thường tụng. Hơn nữa năm ngoái Linh Nham đã trùng tu lớn, hiện thời bia đã khắc xong, đã dập bài văn bia ấy. Này cả cho ông một tờ, đọc rồi sẽ biết đại khái về tu trì. Đối với những điều Quang tùy tiện nói ra cần gì phải sao chép thâu nhập, cần gì phải sao chép thâu thập. Văn sao ra nguồn lục đã đủ để làm khuyến mẫu rồi, sao lại phải cầu cho nhiều? Đối với những sách ngụy tạo của bọn ngoại đạo tên ích nọ, chúng ta chỉ nên mặc kệ chúng, mỗi người đi theo đường lối riêng. Nếu cùng với bọn mù quáng không mắt ấy biện định trắng đen, chúng nó làm sao tự biết là sai, đâm ra lại trước lấy sự phỉ báng của chúng. Ví như con chó ăn phân, nó tự cho là thơm ngon, nếu bảo với nó là tẩm thối, chắc chắn nó chẳng chịu tin, chê ngược người vừa nói đó chẳng biết tốt xấu. Trong đời hiện thời, mọi người hoàn toàn ở trong tăm tối, học vấn càng cao càng hồ đồ. Xưa kia ông Trình, ông Châu, học vấn lẫn nhân phẩm có thể nói rất rộng rất cao, nhưng lại cực lực bài xích nhân quả luân hồi, cho là Đức Phật mượn những chuyện ấy để dối gạt bọn ngu phu ngu phụ. Lời lẽ ấy chính là căn cứ lớn lao để đề xướng phá hoại hiếu đễ, trùng tín, lễ nghĩa liêm sỉ. Biết điều này sẽ cả thêm nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Kẻ có học vấn hiện thời còn đáng để nói nữa. 92. Thư trả lời cư sĩ Ấn Đức Tăng, năm Dân Quốc 22, 1933. Muốn đọc tụng Đại Thừa để giúp cho tịnh nghiệp mà không thật sự có chánh tri, chánh kiến, hiểu biết tịnh độ sâu xa sẽ không được. Nếu không, sẽ coi những pháp môn cao sâu huyền diệu trong kinh giáo là bậc thượng, hoàn toàn xem pháp môn tịnh độ là sự tu trì của ngu phu ngu phụ. Gần đây, những người giảng Hoa Nghiêm, giảng pháp tướng phần nhiều đã phá tịnh độ. Ông X ở Hồ Nam hiểu sâu tịnh độ và còn cực lực đề xướng do học pháp tướng tông. Những gì ông ta nói về sau này đều là báng Phật, báng Pháp, báng Tăng. Ông đã phát cái tâm lớn lao này khá là khó có, nhưng chưa chắc đã không bị lai truyền bởi những tri thức từ kinh giáo. Chẳng bị chuyển thì đáng gọi là chân Phật tử, hễ bị chuyển thì sẽ trở thành bỏ dễ chọn khó, hoặc giống như ông Ích ở Hồ Nam thì ô hô ai tai rồi. Khi xưa, một vị Pháp Sư dùng niệm Phật để bán đậu ngũ hương, dùng giảng kinh để mở ngân hàng, niệm Phật lại biến thành cơm trộn lẫn cát, làm sao ăn được? Do vậy biết rằng không có đại thiện căn sẽ chẳng thể tin tưởng sâu xa pháp này. Nói với ông điều này là nhằm làm cho trước khi ông cất bước đã nhận biết chắc chắn hướng chỉ của Kim Chỉ Nam, nếu không có thể mạo xưng là bậc đại thông gia, sợ khó lòng đạt được Liễu Sanh Tử. Niệm Di Đà cũng có thể làm chỗ nương cậy, niệm Quán Âm cũng có thể vãng sanh Tây Phương. Chỉ cần giữ lòng trí thành sẽ có cảm ứng, sao lại suy tính hạn hẹp như vậy? Quán Âm là pháp vương tử của Phật Di Đà, phụ trợ Phật Di Đà độ thoát chúng sanh là chuyện trong cùng một nhà, chứ đâu phải là mỗi vị môn đỉnh khác biệt. 93. Thư trả lời cư sĩ Trịnh Hoại Hồng, Nam Giới Quốc 22, 1933. Hiện thời thế đạo suy vi, tu hành tại gia tốt hơn, xuất gia đâm ra bị nhiều chướng ngại, còn cái đừng đẩy sanh ý tưởng xuất gia. Trong đời kiếp trược này, cha ông chẳng biết nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cứ di dại muốn tham thiền để minh tâm kiến tánh, nên biết những gì ông ta tham đó chẳng phải là thiền, mà chính là văn tự tri kiến, có tham đến già cũng chẳng ăn nhập gì tới thiền. Dẫu có được lợi ích minh tâm kiến tánh thật sự nơi tham thiền, thì vẫn cách Liễu Sanh thoát tử rất xa. Bảy lẽ phiền não hoặc nghiệp chưa đoạn, ngộ thì ngộ đấy, sanh tử vẫn sanh tử. Nếu nói minh tâm kiến tánh liền đạt được không sanh tử, thì đấy là sự nhận lầm lạc của gã đứng ngoài cửa và kẻ cuồng thiền. Nhưng trong hiện thời ai là người minh tâm kiến tánh đây? Pháp môn Tịnh Độ hoàn toàn cậy vào Phật lực. Hãy xem kỹ ra nguồn lục văn sao, y theo đó tu hành sẽ chắc chắn có thể vãng sanh Tây Phương. Mùa thu năm ngoái đã in xong bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Đây là bộ sách quan trọng nhất của pháp môn Tịnh Độ. Cuối năm in xong cuốn Phật Học Cứu Kiếp Biên, nhà in vẫn chưa gửi đến. Đến khi nào họ gửi đến, sẽ gửi cho ông dăm ba gói. Y theo đó tu hành, so ra còn ổn thỏa thích đáng hơn thân cận thiện tri thức. Nếu chẳng tự lượng, đi tham phỏng khắp các bậc cao nhân trong vùng Giang Triết, rất có thể là cuối cùng cái tín tâm ấy bị cao nhân đả phá, thì thiền đã trở thành vô dụng, tịnh lại chẳng tin, tiền đồ mờ mịt, biết hướng về đâu. Những người muốn thân cận thiện tri thức hiện nay trước hết phải biết nguyên do của thiền và tịnh. Nếu không, 10 người hết 8-9 kẻ bị thiện tri thức phá hoại thiện căn tịnh độ mà vẫn cứ nhân nhân đắc ý cho là đã được chánh pháp, thật đáng đau lòng than thở. Năm nay Quang Nhất Quyết chồng xuất quan, năm sau nếu 4 bộ sơn trí của Thanh Lương, Nga Mi, Cửu Hoa, Linh Nham đã tu chỉnh xong, sẽ tìm một nơi không ai hay biết để sống hết tuổi thừa. Xin hãy nói với cha ông những lời lẽ này. Hơn nữa hãy nên tích cực giáo huấn con thơ, đừng nuông chiều quá khiến cho chúng quen thói kiêu ngạo. 94. Thư gửi cư sĩ Triệu Phụng Trì, Năm Dân Quốc 22, 1923. Hôm qua nhận được thư ông Trương Văn Lý cho biết cư sĩ gần đây niệm Phật khá khẩn thiết, vẫn lấy chuyện không gặp được Bất Huệ làm điểm tiếc nuối. Bất Huệ là nghiệp lực phàm phu, dù gặp cũng vô ích. Chịu y theo gia ngôn lục tu trì sẽ còn tốt hơn gặp mặt nhiều lắm. Nay gửi cho cư sĩ Văn Sao Tịnh Độ Thập Yếu, Thánh Hiền Lục mỗi thứ một bộ, Sức Trung Tần Lương, Tránh Tín Lục mỗi thứ một cuốn. Có được những sách này thì tự hành dạy người dư sức. Người già 67 tuổi cũng chẳng cần phải nghiên cứu những thứ kinh điển khác, chỉ nên nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì tự có thể cậy vào Phật tự lực đối nghiệp vãng sanh. Hết thảy các pháp môn khác đều cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, mới hỏng Liễu Sanh thoát tử. Pháp môn niệm Phật chỉ cần đầy đủ tín nguyện để được vãng sanh cực lạc thế giới. Sự khó dễ giữa chúng khác nào trời với vực. Xin hãy sốt sáng tu hành, lại hãy nên làm cho quyến thuộc cùng niệm. Hãy dựa theo Sức Trung Tân Đường mà nói đến những lợi ích do trợ niệm khi lâm chung, nỗi họa hại do phá hoại chánh niệm, khiến cho bọn họ đều niệm quen, nghe quen. Đến khi ông lâm chung thì mọi người đều có thể tương trợ. Nếu không chắc chắn mọi người sẽ cùng phá hoại chánh niệm của ông. Quang giả rồi, mục lục quá suy, lại còn 3 bộ sơn trí bức bách chẳng thể trì hoãn được. Từ đầu tháng tôi đã cự tuyệt hết thảy, từ giày đừng gửi thư đến nữa. Văn Sao là sách nhập môn Tịnh Độ, Thập Yếu là sách hết sức sâu xa thiết thực, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục là gương sáng của cổ nhân đã nêu. Có được những sách ấy thì còn thiếu thốn gì mà phải dùng một lá thư để hỏi pháp nữa đây. 95. Thư gửi cư sĩ Trần Huệ Cung, Năm Dân Quốc 22, 1933. Lòng thành đến cùng cực, đá vàng cũng phải nứt, huống gì cậy vào sức tam bảo ư? Nếu cư sĩ có thể thật sự đọc kỹ các sách, tương lai sẽ có thành tựu. Nếu không sẽ trở thành một kẻ cuồng thiếu tấm lòng thường hằng. Kẻ tại gia niệm Mông Sơn có gì là không được. Đây là nghi thức để kết duyên với khắp các cô hồn. Nhỏ là Mông Sơn, trung là Diệm Khẩu, lớn là Thủy Lục, cùng là một chuyện cả. thường kết duyên với cô hồn thì thường được sự tốt lành. Người ta chẳng dám niệm vì sợ sẽ vời quỷ đến, chẳng biết quỷ và người sống lẫn lộn, không chỗ nào không có quỷ. Dẫu không vời quỷ, nhà ai không có quỷ, quỷ đông hơn người trăm ngàn lần. Nếu con người sợ quỷ, hãy nên tích đức làm lành, thì quỷ liền kính trọng bảo vệ. Nếu con người làm chuyện ám muội, quỷ sẽ trành nhỏ quấy phá, cho nên khó thể tốt lành. Nếu con người biết điều này, dẫu ở trong nhà tối, cũng chẳng dám khởi lên ý niệm xấu xa, huống chi là chuyện xấu. Loại quỷ này chính là thiện quỷ. Người đến chúng bèn nhường, người đi chúng lại chiếm khắp chỗ đất ấy. Nếu quỷ dữ xuất hiện, sẽ có chuyện chẳng tốt lành lớn. Phóng Mông Sơn nếu trí thành, dẫu là loài quỷ dữ dằn, cũng kính cần vâng lời Phật sắc truyền, chẳng còn dữ dằn nữa. Do vậy phạm là các bệnh do oán nghiệp, thuốc chẳng thể chữa lành, trí thành niệm Phật, niệm Quán Âm sẽ liền được mau lành. Do oán quỷ được nhờ ơn niệm Phật, được sanh vào thiện đạo. Có thể biết là trước mặt mỗi người thường có rất nhiều thiện quỷ hoặc ác quỷ. Người sợ quỷ thì nên giữ cái tâm tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành, thì tất cả các quỷ đều trở thành kẻ hộ vệ. Loại quỷ ấy chỉ sợ không nhiều, chứ càng nhiều càng tốt, đâu có sợ chi. Vợ ông đã phát tâm quy y, này đặt pháp danh cho bà ta là Huệ Nhã. Nhã là tránh, có thể nhất tâm niệm Phật, chẳng sanh vọng tưởng phước báo, nhân thiên đời sau thì mới là tránh huệ, nương theo trí huệ của Phật nên gọi là Huệ Nhã. Cô con gái thứ ba tên Phùng Xuân, pháp danh là Tông Trinh. Tông là chủ, Trinh là tránh. Mùa xuân đứng đầu một năm, Trinh là kết thúc của cản đức, phẩm đức của quẻ càn. Trong kinh dịch, phần giảng về quẻ càn có ghi: càn nguyên hanh lợi Trinh. Khổng Tử giải thích: Trinh giả, sự tri cán giã. Trinh là cái cốt lõi của sự vật. Chữ Trinh này nghĩa lý sâu rộng, chứ không phải chỉ có nghĩa con gái giữ thân là Trinh đâu. Phạm hết thảy mọi người, nếu mọi hành vi đều phù hợp đại thể thì đều gọi là Trinh. Nếu Phùng Xuân có thể tận lực giữ tròn bổn phận, dùng 8 chữ hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sỉ, để sau này giúp chồng dạy con, ngõ hầu chồng lẫn con đều thành hiền thiện, thì mới đúng với ý nghĩa thật sự của chữ Tông Trinh. Mới hợp với xuân là mùa đứng đầu một năm, hợp với đức Trinh của quẻ càn, trở thành bậc thầy khuôn mẫu cho nữ giới, là bậc mẫu nghi trốn quê hồn. Vẻ vang sao diễn tả cho được, mong hãy sáng suốt suy xét bảo với cô ta vậy. 96. Thư trả lời cư sĩ Trương Thuần Nhất. Vợ chồng lệnh hữu Trần Đôn Phục tận lực hành hiếu hữu, lại có thể dốc lòng tin tưởng Phật pháp, tu dòng tịnh nghiệp, đúng là những kẻ hiếm thấy trong đời nay. Này họ muốn quy y và thọ ngũ giới, ắt phải hiểu rõ tông chỉ pháp môn tịnh độ, ngõ hầu có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này. Phải biết pháp môn tịnh độ lấy tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm tông chỉ. Người đời thường nghĩ điều này là chuyện tầm thường, không có chi kỳ lạ, bèn coi pháp tham cứu trong nhà thiền mới là thủ thắng, chú trọng vào khai ngộ, chẳng chú trọng tín nguyện cầu sanh. Bà tên Hòa Mỹ là thiền tịnh song tu, nhưng xét tới thực chất thì hoàn toàn là không thiền, không tịnh độ. Vì sao nói vậy? Do chẳng đạt đến đại triệt đại ngộ thì chẳng gọi là có thiền. Người tham thiền bây giờ, ai thật sự đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ, do chú trọng vào tham cứu nên đem sự trang nghiêm của y báo chánh báo Tây Phương quy hết vào tự tâm, chẳng có mảy mau ý niệm tín nguyện cầu sanh. Tuy gọi là niệm Phật nhưng thực chất là trái nghịch đạo niệm Phật, hoặc nói ra vẻ cao xa là niệm thật tướng Phật. Tuy thật tướng là cái gốc của các pháp, nhưng phàm phu nghiệp chướng sâu nặng làm sao đạt đến được. Ra vẻ quy tông, quy kết mọi thứ về thiền, nhưng thiền cũng không nương tựa được, mà tịnh cũng không nương tựa được luôn. Cậy vào tự lực, dẫu đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ, nhưng vì chưa đoạn hoặc nghiệp sẽ chẳng thể liễu sanh tử được. Chưa ngộ đến mức đại triệt đại ngộ thì khỏi cần phải bàn chi nữa. Cậy vào Phật lực, chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì mới hí được. Do một bậc đem Tây Phương tịnh độ, vô lượng thọ, vô lượng quang, mỗi thứ đều quy hết vào tự tâm, nhưng tự tâm chỉ là chấp xuống cái danh, chưa chứng được cái thật. Cho nên Đức Phật ở phương Tây do không cảm sẽ chẳng thể có ứng. Đức Phật nơi tự tâm do còn đang ở trong nhân nên không có oai đức. Những kẻ ham cao chuộng xa trong cõi đời thường đều hay trở thành biến khéo thành vụng, cầu thăng hóa đoạn. Nhưng kẻ tri thức muốn được người khác ca ngợi mình là viên dung, vẫn chọn chẳng chịu nói như vậy. Đến nỗi Đức Như Lai do tâm đại từ bi, muốn làm cho hết thảy chúng sanh liễu sanh tử ngay trong đời này, nhưng họ vẫn cứ y như cũ chẳng thể liễu được. Đời này đã chẳng thể liễu, tương lai may ra có thể liễu, nhưng vẫn phải luân hồi trong lục đạo, còn nhiều hơn số lượng từ trần xa kiếp này sang trần xa kiếp khác. Nếu thật sự hiểu được sự lợi hại này, lại lắng lòng xem các kinh sách tịnh độ, mới biết một pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương này không gì lớn lao ra ngoài được. 10 phương ba đời hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo dưới hóa độ chúng sanh, không vị nào chẳng nhào vào pháp này để thành tựu lúc khởi đầu, thành tựu khi kết thúc. Này đặt pháp danh cho đồn phục là huệ phục, nghĩa là dùng pháp môn tịnh độ, được nói từ trí huệ của Phật để tự hành dạy người. Ai nấy đều khôi phục được nguồn tâm sẵn có. Vợ ông ta là Trịnh Hàm Trương, có pháp danh là Huệ Trương, nghĩa là nương theo pháp môn tịnh độ do Đức Phật đã nói để tự hành dạy người, lại còn dạy dỗ con cái và hết thảy các phụ nữ, ngõ hầu. Đạo của hai bà Phi, ba bà Thái, Vi Đề Hy đều được sáng tỏ rực rỡ trong đời hiện tại, vì vậy có tên là Huệ Trương. Tôi thường nói quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân nắm quá nửa. Ấy là vì mẹ hiền thì con cái đều hiền, trong thai bẩm thụ khí chất của mẹ, lúc nhỏ thì nhìn vào hành vi của mẹ, nghe lời mẹ đã được huân tập trước khi học hành, đến khi đi học sẽ tận lực ứng dụng mỗi điều ấy vào cư xử, cho nên là hiển nhân thiện nhân. Lại nói dạy con là cái gốc để bình trị thiên hạ, nhưng dạy con gái càng quan trọng hơn, do không có hiển nữ sẽ không có hiển thê hiển mẫu, do đó cũng chẳng có hiển nhân. Này tôi không chỉ dạy pháp môn tịnh độ mà lại bàn tràn lan sang điều này, là vì mong ai nấy đều biết chăm chút nơi bổn phận. Cái gốc này đã được lập thì hết thảy đạo lý thế gian suốt thế gian đều được khôi phục hiển hiện rõ ràng. Này tôi gửi cho họ 2 bao kinh sách tịnh độ, hãy lắng lòng đọc. Sự lợi ích do tu pháp này cố nhiên quang chẳng cần phải nói nhiều, bất luận đã thọ ngũ giới hay chưa đều phải nghiêm ngặt gìn giữ, do 4 điều đầu tức sát đạo dâm vọng gọi là tánh giới. Tánh là người chẳng nghe đến tên của 4 giới này, hễ phạm thì vẫn bị tội lỗi, nhưng thọ giới rồi còn phạm thì thành ra mắc tội 2 tầng, ngoài cái tội vốn đã phạm ra còn thêm tội lỗi phạm giới. Vì thế nói hết thảy mọi người đều nên gìn giữ nghiêm ngặt. Uống rượu gọi là giá giới, giới có tác dụng ngăn che. Trừ thọ giới mà uống thì không mắc tội, thọ rồi vẫn uống chỉ bị tội phạm giới. Mong hãy sáng suốt suy xét và đưa cho vợ chồng họ đọc thư này. 97. Thư trả lời tiên sinh từ Vĩnh Nghiệp ở Doanh Khẩu, năm Dân Quốc 24, 1935. Đọc thư biết tiên sinh là người có tấm lòng lớn lao, tiếc là ngài chưa đọc kỹ lời tượng của Quang, nên đối với chuyện chẳng đáng nghi lại sanh nghi, lại như lấy Phổ Đà làm lệ, cũng là chẳng đáng làm lệ mà lại lấy làm lệ. Đất Phổ Đà tuy chẳng phải thuộc Nam Hải nơi Thiên Trúc, nhưng Quán Âm cố nhiên là một đức Quán Âm. Tiền nhân đều dùng chuyện thiện tài đi về phương Nam tham học trong kinh Hoa Nghiêm để nêu tỏ ý nghĩa tên gọi của Phổ Đà Sơn. Quang lập dị cho như vậy là chẳng thể được ư? Nếu nói như các hạ, ở bất cứ chỗ nào có miếu thờ Quán Âm, nếu không phải là sự tích nơi chỗ ấy thì đều chẳng được dẫn chứng ư? Trong phẩm Bồ Tát trụ xứ, trước hết nói đến 4 phương, rồi nói đến 4 góc, ngay như phương Tây Nam được nhắc đến trong kinh, chẳng thể lấy đó làm chứng cứ để bảo là phương Tây Nam của cõi Trấn Đan Trung Hoa. Đối với cầu kinh, hiện thời có Bồ Tát tên là Hiền Thắng, sao lại coi ngài Hiền Thắng là đức Phổ Hiền? Chẳng biết phẩm đức của Phổ Hiền bất cứ chỗ nào cũng đều có thể là đạo tràng. Do vậy, chẳng vì trong kinh có nói rõ hay không mà bảo chỗ nào đó chẳng phải là đạo tràng của Bồ Tát. Nếu cứ ương ngạnh trích dẫn xài ngoa, đâm ra sẽ trở thành vu báng kinh. Đây chẳng phải là khơi dậy chánh tín mà là khơi dậy tà kiến cho người khác, do đây họ sẽ nghi kinh nghi thánh vậy. Mong hãy lắng lòng đọc kỹ nguyên văn bài tựa, mọi mối nghi sẽ tự tháo gỡ. Nếu cho là không đúng thì tùy các hạ nghị luận ra sao, Quang chẳng hỏi đến nữa. Quang già rồi, mục lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ. Đã từ tháng 11 mùa đông năm ngoái, đối với những câu đối, những tin tức đăng tải, bản tin, bán nguyệt san, các báo đều cự tuyệt hết thảy những chuyện thư từ nhờ cậy viết lách. Từ giải sinh từng gửi thư đến nữa, gửi đến nhất quyết không trả lời. 98. Thư trả lời cư sĩ Úc Trí Lãng. Tục ngữ nói, phú ông bất tri bẩn nhân tri khổ, tráng phu bất tri lão nhân tri khổ. Phú ông chẳng biết nỗi khổ kẻ nghèo, người khỏe mạnh chẳng biết nỗi khổ của người già. Ông cho rằng Quang cự tuyệt chẳng qua là để tịnh tu mà thôi ư? Ông chẳng biết thật ra là vì mục lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, chỉ nội chuyện đọc thư ông gửi đến, và để viết thư trả lời thì kiếng đeo mắt lẫn kiếng cầm tay, kính lúc đều phải dùng đến hết mới xem, mới viết được. Giấy trắng ngần lá mắt, không viết được chữ nào. Niệm Phật tao muội cũng chẳng dễ gì đạt được. Nếu chẳng tự được, rất có thể bị mạ dựa. Phải biết vãng sanh tịnh độ hoàn toàn cậy vào tín nguyện. Có tín nguyện, dẫu chưa đắc tam muội, chưa đắc nhất tâm bất loạn, vẫn có thể vãng sanh. Hãy đừng chỉ lấy nhất tâm bất loạn và đạt được niệm Phật tam muội làm chí hướng sự nghiệp, rồi chẳng dốc trí vào tín nguyện và tịnh niệm. Nhiếp chọn 6 căn mà niệm là tịnh niệm. Lúc niệm Phật thường nghe âm thanh niệm Phật của chính mình, tức là chỗ để thực hiện việc nhiếp chọn 6 căn. Hãy nên chú ý, sợ rằng trí lớn, ăn nói lớn lối sẽ chẳng được lợi ích thật sự, vì chẳng chú trọng tín nguyện, chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng Phật, vẫn là một chúng sanh khổ sở trong đời ác vũ trược này. Đối với bài cảnh sách của Ngài Ngẫu Ích, như ông đã nói đó, hãy nên thỉnh người viết chữ đẹp, viết bằng chữ to ngay ngắn, cẩn thận treo trên vách tường trong sân để khơi gợi tín tâm của hết thảy mọi người. Đấy thật là ý nghĩa quan trọng. Còn chuyện ông xin soạn thêm bài cảnh sách khác, thì những điều được nói trong phần sau đều chẳng đáng để dùng làm cảnh sách hay sao? Thời cuộc hiện tại nguy ngập đến cùng cực, hãy nên khuyên mọi người già trẻ trong nhà cùng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để làm kế dự phòng. Nếu không, khi tai họa xảy đến, trốn lánh cũng không được, đề phòng cũng không xong, biết làm sao được. Hãy nên đem lời này nói với hết thảy những ai có sự hiểu biết, ngõ hầu, những ai nghe đến được gieo thiện căn xuất thế. Sau này đừng gửi thư đến nữa, phàm những chuyện viết lời tượng, ghi lời bạt, giảng tránh đều nhất loạn, chẳng thể thủ tiếp. 99 thư trả lời cư sĩ Tiêu Trường Hiệu ở Côn Minh. Lời nói của nhà phong thủy sao đáng lấy làm căn cứ? Nếu đúng như họ nói thì người phú quý sẽ vĩnh viễn phú quý. Há có thường thấy con nhà cao sang bị chết đói nữa ư? Người có thế lực nhất trong cõi đời, để chọn được cuộc đất tốt, nơi làm nhà tốt, có ai bằng hoàng đế? Cớ sao hoàng đế phần nhiều thường đoàn thọ? Từ đời Hán đến nay chưa có triều đại nào tồn tại trong 400 năm. Người nghèo các nỗi khổ dẫy đầy, lại muốn được chỗ ở tốt, huyệt mộ tốt nhưng chẳng được. Đấy là muốn khỏi khổ, lại tự lập ra cách để càng bị khổ sâu xa hơn. Ông chỉ giữ tấm lòng tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành, nhất tâm niệm Phật, lần lượt khuyên người, ghi theo một lá thư gửi khắp để khuyến hóa, thì nghiệp chướng ngầm tiêu, thiện căn tăng trưởng. Quang sám hối cho ông sao bằng chính ông cạn kiệt lòng thành kính tự sám hối, có hay hơn không? Người sắp chết rất cần trợ niệm, người sắp sanh cũng cần phải bảo sản phụ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Những người săn sóc bên cạnh cũng lớn tiếng trợ niệm, thì chắc chắn chẳng gặp chuyện khó sanh đau khổ. Dẫu khó sanh sắp chết, dạy sản phụ ấy tự niệm, và cả nhà hoặc ở trong phòng sanh ở chỗ khác cùng niệm, thì cũng chẳng bao lâu sẽ liền an nhiên sanh nở. Ông muốn chuyển họa thành phước, nên đem những chuyện trong một lá thư gửi khắp này gặp ai cũng nói. So với chuyện sửa sang nhà cửa, di chuyển bộ phận tổ tiên, sẽ có ích không tổn hại. Người đời chẳng cầu phước điển nơi tâm, cứ cầu phước điển nơi ngoại cảnh, thường chôn vùi thiên lương để mưu đoạt nhà cửa đất đai tốt đẹp của người khác, đến nỗi nhà tan người chết, con cháu tuyệt diệt, đều là vì bị lũ thầy phong thủy mê hoặc mà ra. Nếu thầy phong thủy biết họa phước đều do tâm tạo mà cũng do tâm truyền, phong thủy sẽ trở thành khuôn phép hữu ích cho cuộc đời. Hơn nữa, các nhà phong thủy mỗi người một ý kiến khác nhau, phản với cách nhìn của người xưa, người đời nay chưa chắc đã hoàn toàn tán đồng, do muốn tỏ ra chính mình hiểu biết cao siêu, chứ thật ra quá nửa là dụng tâm của tiểu nhân, muốn nhờ vào đó để dối đời trộm danh vậy. Hãy thử nhìn vào những nhà phong thủy xem có ai đại phát đạt hay không. Họ có thể mưu tính cho người khác, cớ sao chẳng mưu tính cho chính mình? Quang giả rồi mục lực suy yếu tột cùng, từ dày đừng gửi thư đến nữa, gửi đến sẽ nhất quyết không trả lời. 100 thư trả lời cư sĩ Hoàng Tụng Bình ở Tương Âm. Quang là một ông tăng chỉ biết cơm cháo mà thôi, một mực chất phác, chọn chẳng chịu khen xuông người khác, cũng chọn chẳng mong người khác khen xuông chính mình. Trang thứ nhất trong bài văn của các hạ tôi chẳng muốn nghe đâu, bởi tôi không có thân phận ấy, hóa ra còn gì nhục nhã lớn hơn. Bệnh do thân sanh, thân do nghiệp sanh, hãy càng nên đau đó sám hối để tiêu túc nghiệp, lại phải tận lực kiêng chuyện ăn nằm để bệnh khỏi nặng thêm. Bất luận bệnh gì, nếu chẳng kiêng ăn nằm chắc chắn khó thể lành bệnh. Khổng Tử đã nói, phụ mẫu duy kỳ, tật chi ưu giả. Cha mẹ chỉ lo lắng về cái tật ấy là vì chuyện ăn nằm là căn bản của hết thảy bệnh vậy. Lúc thân thể đang bệnh tật, cớ gì phải tới cư sĩ Lâm để theo đại chúng niệm Phật, chỉ nên ở nhà lắng lòng tịnh niệm thì thật là tốt nhất. Còn nói tới chuyện cùng với Điện Tri Thức nghiên cứu Phật lý, thì trong lúc thân đang mang bệnh nặng, chỉ nên nỗ lực tu trì như trí thành niệm Phật và niệm Quán Âm. Lúc này chớ nên nghiên cứu, nếu nghiên cứu một kinh sẽ đâm ra trở thành lan man. Ví như mắc bệnh, được một viên linh đan liền chăm chú uống ngay, chớ có trước hết phải nghiên cứu xem viên linh đan này do những thuốc gì chế thành, thuốc nào chạy vào kinh mạch nào, trị bệnh gì, đều mong hiểu rành mạch từng điều rồi mới chịu uống thuốc ư? Ông chọn chẳng biết nguyên do của chuyện học giải và học hành nên chẳng được lợi ích chân thật. Những danh mục của ngoại đạo kể ra cả trăm cả ngàn, nhưng nếu xét đến chuyện dụng công của họ, nói chung chẳng ngoài luyện đàn vận khí, dẫu họ dạy người khác xem kinh niệm Phật cũng đều là phô trương bề ngoài. Lẽ đương nhiên họ chẳng coi đấy là đạo. Muốn đắc cái đạo của họ thì phải khẩn thiết tột bọc, ban đêm một mình vào trong thất, đóng chặt cửa sổ, phía ngoài các người tuần phòng chỉ cho một người vào thất. Trước tiên phải phát lời nguyền cực ác cực thảm, nếu gây nguy hại cho giáo phái của họ chắc chắn sẽ bị những báo ứng thê thảm như thế ấy. Thể độc xong sẽ điểm khiếu chỉ huyệt cho người ấy, hoặc trên đầu, trên mặt, hoặc ở trong thân. Nếu là huyệt trong thân, phải cởi bỏ áo ngoài, áo quần lót phải vén lên để chỉ. Thật ra cách làm như vậy đều là bẫy dập mê hoặc con người, nhưng hết thảy ngoại đạo đều tuyên bố kẻ mới ban đầu nhập đạo hễ được truyền đạo rồi thì chẳng tu vẫn được thành. Nếu bỏ đi cách bí mật dạy rõ cho người, chẳng phát lời nguyền cho người khác mặc tình vào đạo bỏ đạo, thì ngoại đạo sẽ không có căn cứ để tồn tại được. Phật pháp không có chuyện bí mật truyền dạy riêng tư, cũng chẳng buộc người thể tốt, tin thì y theo đó tu trì, không tin tưởng thì để mặc người ấy bỏ đi. Ông đã niệm Phật, còn tính muốn gia nhập ngoại đạo, tức là ông hoàn toàn chẳng biết Phật pháp và ngoại đạo tránh tà như thế nào, chỉ dựa theo người khác mà sanh lòng tin, quả thật chưa phải là lòng tin thật sự. Nếu sanh lòng tin chân thật, chỉ nên dốc sức tu trì, cần gì phải lo ngoại đạo đông đảo có thể bị sụp bẫy ư? Đã do tốt nghiệp mắc bệnh ngặt nghèo thì hãy nên ăn chay niệm Phật, làm chuyện siêu độ cho oán gia đời trước. Nói đến siêu độ thì cũng chẳng cần phải mời tăng làm Phật sự, chỉ là chính mình khẩn thiết trí thành niệm Phật và niệm Quán Âm. Hơn nữa đừng cật vấn, chỉ niệm một Đức Phật, một vị Bồ Tát mà có thể lành bệnh hay sao? Phải biết niệm Phật là pháp thẳng chóng, viên đốn nhất trong Phật pháp, lợi ích vượt chỗ hết thảy pháp môn. Chỉ do tâm trí thành hay không mà thành khác biệt, chứ không phải là Phật pháp có linh nghiệm hay không. 101 thư gửi cư sĩ Trương Tịnh Giang, Nam Dân Quốc, 24/1935. Nghe cư sĩ niệm Phật đã lâu, chẳng biết có chú ý nơi tín nguyện cầu sanh Tây Phương hay chăng? Trong Phật pháp, pháp môn vô lượng, bất luận đại tiểu quyền thật, hết thảy pháp môn đều phải dùng giới định huệ để đoạn tham sân si, cho hết sạch, không còn sót thì mới có thể liễu sanh thoát tử. Điều này khó như lên trời, chẳng phải là chuyện hàng phản phu sát đất, đầy dẫy chuyển phược như chúng ta mà hòng mong mỏi được. Nếu dùng lòng tin chân thành nguyện thiết tha cầu sanh Tây Phương, thì bất luận công phu cạn hay sâu, công đức lớn hay nhỏ đều có thể cậy vào Phật tử lực vãng sanh Tây Phương. Điều này giống như ngồi chiếc tàu thủy to vượt biển, chỉ chịu lên tàu liền có thể đến được bờ kia. Ấy là nhờ sức tàu, chứ chẳng phải bản lãnh của chính mình. Tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương cũng giống như thế, hoàn toàn là Phật lực chứ không phải đạo lực của chính mình. Hễ đã sanh về Tây Phương thì sanh tử đã liễu, phiền não chẳng sanh. Đã giống như người vận dụng công phu tại nơi ấy đã lâu, đã đoạn sạch phiền não, liễu sanh tử. Vì thế niệm Phật quyết định phải cầu sanh Tây Phương, chớ nên cầu phước báo trời người trong đời sau, chớ nên nương theo những kẻ rời lìa tín nguyện, chỉ dẫn người khác niệm Phật cầu khai ngộ. Niệm Phật cốt yếu là nhiếp trọn 6 căn, trong lúc niệm Phật nhiếp tai lắng nghe kỹ. Đấy chính là biện pháp để nhiếp 6 căn. Có thể trí tâm lắng nghe kỹ thì công đức so với việc chẳng lắng nghe, niệm tán loạn khác biệt rất lớn. Pháp này bất luận người thượng trung hạ căn đều dùng được, đều được lợi ích, chỉ có lợi không điều tệ. Hãy nên bảo hết thảy mọi người tu đều tu theo đây. Tôi vốn muốn nói cặn kẽ, nhưng do không có thời giờ, sợ trễ chàng chuyến trở về của ông, nên chỉ viết đại lược những nghĩa lý trọng yếu. Những điều khác đã nói tường tận trong Văn Sao Giang Ngôn Lục, đọc rồi sẽ tự biết hết. 102 thư trả lời ông Lý Thính Đào ở Hải Môn, 7 lá thư, Nam Dân Quốc 21/1932. Một qua bức thư do Trần Huệ Sường chuyển đến, biết ông tuổi chưa đến tráng niên nhưng khá có tín tâm, hàng ngày tụng vài quyển kinh Kim Cang, để mong sám hối tốt nghiệp, quả thật là một đại sự trong đời người, nhưng cần phải trí thành cung kính mới tốt. Nếu giống như cung cách ông viết chữ nguệch ngoạc thì lợi ích sẽ thuận theo cái tâm phù phiếm bị giảm đi rất nhiều. Ông lại muốn quy y, này đặt pháp danh cho ông là Huệ Tài. Ông vốn tên là Thông Tài, vừa thông minh vừa có tài, sử dụng chánh đáng thì có thể mong thành thánh thành hiền, tạo công lập nghiệp. Nếu sử dụng không chánh đáng sẽ tự lầm người, đọa trong ba ác đạo. Thiền tài nhân họa, hiện thời đại đa số đều do những kẻ thông minh có tài tạo nên. Nếu do trí huệ phân biệt được tà tránh, hiểu rõ nhân quả, xuôi theo điều lành, tránh điều dữ, sẽ thành tài đạt đức. Có trí huệ thì tài năng sẽ giúp cho đạo, không có trí huệ thì tài năng sẽ trái đức. Vì thế đặt tên cho ông là Huệ Tài. Ông hãy nên nhìn vào cái tên, nghĩ đến ý nghĩa. Trong khi khởi tâm động niệm, hãy thường suy xét xem có hợp trí huệ hay không. Nếu hợp thì mở rộng ra, chẳng hợp liền tiêu diệt ngay, chẳng cho nó chớm nảy nữa. Lại phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, tiến nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Dùng những điều này để tự hành, lại còn dạy người. Người làm được như vậy chính là đệ tử thật sự của Phật. Huống chi này đang là lúc tình thế hoạn nạn, phàm trong là gia đình, cha mẹ, anh em trai, chị em gái, vợ con và tôi tớ, ngoài là thân thích, bè bạn và hết thảy những ai quen biết, để nên khuyên họ thường niệm thánh hiệu A Di Đà Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để làm căn cứ, gặp nguy thành an, gặp dữ hóa lành trong hiện tại để làm phương cách, sao cho trong tương lai khi hết tuổi thọ sẽ vĩnh viễn lìa khỏi biển khổ sanh tử. Phương pháp niệm và lợi ích chẳng dễ gì nói tường tận trong chốc lát được. Tôi đã bảo Huệ Sường gửi cho ông Giang Ngôn Lục và những sách thích hợp, hãy đọc sẽ tự biết. Muốn được lợi ích thật sự nơi Phật pháp thì phải thực hiện với 10 phần thành tâm. Trì kinh và niệm Phật về mặt sự tuy giống nhau, nhưng lòng thành có sâu hay cạn, phủ phiếm hay thiết tha, khác biệt, cho nên lợi ích càng khác biệt lớn lao. Mọi chuyện trong thế gian đều phải do lòng thành để được thành tựu, huống gì trì kinh niệm Phật. Muốn dùng cái thân phàm phu để liễu sanh thoát tử, siêu lên cõi Phật mà thiếu lòng thành há có được chăng? 2. Người tu hành chỉ trọng thật hành, cần gì phải bày vẽ phô trương, muốn chụp hình quá lố. Quang một mực không thích chụp hình. Gần đây trong tờ Phật Hóa Hát San của Hương Cảng Phật Học Hội có đăng hình Quang. Một đệ tử gửi đến 10 cuốn, nay gửi cho ông một cuốn. Hơn nữa trước kia, ông Trương Thụy Tăng khắc in Kinh Dược Sư ở Dương Châu có gửi cho một gói, nay gửi cho ông 5 cuốn. Ngoại trừ một bảng tự giữ, 4 bản kia đưa cho những người xin quy y. Tiền hương kính của bọn họ đã nhận đầy đủ. Hãy nên nói với bọn họ đã quy y Phật pháp, hãy chiếu theo pháp môn tịnh độ trong Phật pháp để tu, đừng đào theo những pháp luyện đan vận khí vân vân của ngoại đạo. Pháp này được ích lợi dễ dàng nhất do cậy vào Phật lực, ngoài ra những pháp khác đều cậy vào tự lực, cho nên khác với pháp này như trời với vực. Luyện đan là pháp để hộ thân hộ khí, chẳng phải là pháp liễu sanh thoát tử. Ngay cả các pháp tham thiền, nghiên cứu giáo nghĩa và mật tông cũng chẳng phải là pháp khế cơ. Pháp chẳng khế cơ giống như thuốc không đúng bệnh, chỉ có mỗi mình pháp tịnh độ thích hợp khắp ba căn cơ thượng trung hạ, dù phạm hay thánh đều nên tu tập, chớ nên nghe thiền tông mật tông cao siêu huyền diệu rồi bỏ pháp này tu pháp kia, đến nỗi vĩnh viễn không có ngày liễu sanh thoát tử. Hiện nay là tình thế hoạn nạn, bất luận là ai đều nên niệm Phật, niệm Quán Thế Âm để dự phòng phạm những nguy hiểm như đào bình, nước lửa, ôn dịch sâu dày, bệnh ngặt, oán gia, đối đầu vân vân. Mà trí thành niệm thì chắc chắn chẳng đến nỗi không cởi gỡ được. Ngay cả nữ nhân sanh nở càng phải nên trí thành niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, ra tiếng rõ ràng, chắc chắn không có các sự đau khổ. Lúc ấy chớ nên niệm thầm trong tâm, vì đang dùng sức để đẩy đứa con ra, nếu niệm thầm có thể bị bệnh, quan trọng lắm. Dẫu khó sanh đến cùng cực, đã sắp mất mạng mà niệm cũng lập tức được an nhiên sanh nở. Phải biết chịu niệm từ nhỏ sẽ chẳng có chuyện khó sanh. Dẫu không khó sanh, niệm vẫn có lợi ích lớn lao, chứ vì lã lổ bất tịnh mà chẳng dám niệm để đánh mất lợi ích, hoặc bị đau khổ, hoặc đến nỗi cả mẹ lẫn con đều chết. Bản thân sản phụ ấy niệm, những người chăm sóc bên cạnh cũng niệm, người trong nhà ở chỗ khác cũng có thể niệm giúp cho sản phụ ấy. Nếu ai nấy đều biết điều này thì thế gian sẽ không có chuyện sanh khó và chết vì sanh nở. Ông Lưu Ôn Phủ đã 74 tuổi, hãy nên toàn thân buông xuống, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu không một phen lầm lỡ bỏ qua chẳng biết đến kiếp nào mới có thể gặp được pháp môn này. Những người khác tuy chưa đến nỗi quá già, nhưng nhân mạng vô thường, chẳng chắc gì sống đến già mới chết. Những điều khác hãy xem trong bức thư dài, ở đây không viết cạn kẽ, mong ai nấy đều thật hành thì may mắn thay. 3. Người có lòng tin ở quý địa tuy nhiều, sợ rằng chưa chắc đã chân thật tu trì theo Phật Pháp, hay nên nói với bọn họ Phật Pháp và ngoại đạo khác nhau. Ngoại đạo chuyên chú hú trọng bí truyền, dùng công phu luyện đan vận khí, tuyệt đối chẳng chú trọng giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận. Lại còn có chuyện phủ cơ giáng lan, cầu cơ, tùy cũng khuyên người làm lành, nhưng rốt cuộc là linh quỷ, giả mạo, danh, nghĩa, tiên Phật. Nếu hú chẳng hiểu lý, tưởng lầm là chân tiên chân Phật giáng đàn, ấy là sai lầm lớn. Chẳng phải là hoàn toàn không có một lần nào chân tiên giáng đàn, nhưng vẫn là trong ngàn lần cũng khó có được một dịp. Cuối đời mình, giác mình diệu hạnh Bồ Tát dùng cơ bút để chỉ dạy Phật Pháp. Lúc bỏ đi, Ngài dạy đại chúng vĩnh viễn bỏ cầu cơ. 10 năm trước, tại Đa Đa Phật học xã ở Hương Cảng, Đa Đa Hà Bồ Tát giáng đàn cũng giống như thế. Hai vị này đều là Bồ Tát thật sự, nhưng đều cấm chỉ cầu cơ, bởi những linh quỷ không có đạo lực cao lắm, cứ nói bừa khiến cho người ta bị lầm lạc thật sâu. Vì thế, tuy Bồ Tát giáng cơ, nhưng cấm tuyệt cầu cơ. Trong bộ văn sao của tôi đã từng có nói qua, nếu có ai chẳng chịu bỏ công phu ngoại đạo và sự nghiệp cầu cơ, chớ nên cho người ấy quy y, để khỏi bị người đời nói Phật Pháp chẳng khác gì ngoại đạo. 4. Thứ trước đã bàn về cái tệ cầu cơ, người học Phật chẳng nên dự vào chuyện này. Chuyện ấy phần nhiều là do linh quỷ giả mạo, lâu ngày ắt đến nỗi bị hỏng việc, dẫu chẳng hỏng việc, nhưng những điều chúng nó nói phần nhiều giống với tri kiến của người đời, thường hay mâu thuẫn đạo lý trần tránh. Danh sách kê khai tên họ người xin quy y, đừng dùng giấy đỏ, mắt già, nhìn không rõ, hết sức tốn công. Sau này có ai đến cầu quy y, hãy nên nói với họ, nếu đã từng theo ngoại đạo và cầu cơ, thì nên đem những đạo đã hành trước kia hoàn toàn vứt bỏ đi. Nếu không chẳng nên giới thiệu, ngõ hầu chẳng đến nỗi coi ngoại đạo là Phật Pháp, khiến cho kẻ vô tri tà tránh chẳng phân, vẫn cứ xem tả là tránh, nên đặt pháp danh cho mỗi người quy y, xin hãy sao ra gửi đến họ. Thêm nữa, những kẻ yêu thương con cái trong cõi đời đều là hại con cái, chẳng chịu giáo huấn chúng học hành chăm chỉ, một mực để mặc cho quen thói kiêu ngạo, khiến cho những đứa có thiên tư tốt đẹp đều trở thành phường ương bướng, tầm thường, bại hoại. Thiên hạ do đây mà loạn, đều là vì những kẻ không biết cách làm cha mẹ người khác nuôi dưỡng thành. Này, muốn cho con cái hiền thiện, nên vào lúc chúng nó mới hiểu biết, liền dùng sự lý nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi và hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ để giảng giải. Bảo chúng nó thực hành thì con cái chắc chắn sẽ là hiền nhân, thiện nhân, sự vinh hiển ấy đời đời vô cùng. 5. Khi con trẻ chết yểu, thì thói đời sẽ thường do tình cảm ấy mà dấy lòng oán hờn, đâm ra biếng nhác. Phải biết đời người nhân quả phức tạp, hễ có nhân ắt phải có quả chắc chắn chẳng thể không có nhân. Biết nhân trước quả sau sẽ chẳng sanh oán hận, biết đức có thể cảm được trời, ắt chẳng đến nỗi gặp nghịch cảnh nhỏ nhoi bèn biếng trễ tu tâm. Ví như lúc trời vừa mới nóng chợt rất mát, hoặc thật đầu trời đang mát chợt nóng hừng hực, đấy là sự biến động tạm thời, chứ không phải luân thường như vậy. Chỉ tận hết tấm lòng ta tu tập, chẳng cần biết tình cảnh hiện thời là thuận hay nghịch. Nếu ai thường làm được như thế, nó sẽ vĩnh viễn được nhiều phước. Nếu do chuyện nghịch ý nhỏ nhoi liền nói tu trì vô ích, thì đấy chính là tri kiến của kẻ vô tri vô thức. Dẫu cho cả đời không chuyện gì chẳng như ý, cũng khó đạt đến địa vị vui theo mạng trời. Nếu có thể tu trì không lười biếng, ắt sẽ sanh được đứa con trường thọ vẹn đức. Nếu chẳng luận tốt xấu, chỉ cốt sao nó chẳng chết yểu, nó sẽ vét sạch mỡ màng của bá tánh, đem khoản tiền ấy gửi vào ngân hàng ngoại quốc. Khi một hơi thở hắt ra không hít vào được, tiền ấy hoàn toàn về tay người ngoại quốc. Như vậy thì đứa con yêu quý không bị chết yểu, có may mắn chi đâu. Đứa con chẳng ra gì ấy, nếu bị chết yểu chính là do đức lớn cảm vời. Vì nếu nó chẳng chết yểu, sẽ khiến cho nhân dân cả nước lầm than. Nếu ngày nay những kẻ như vậy đều chết yểu hết sạch, thì nước ta đâu đến nỗi không có thuốc chữa, chỉ đợi diệt vong mà thôi. Chỉ nên lắng lòng niệm Phật, hầu tiêu tội nghiệp, trước lấy điều lành. 6. Ngữ lục của lệnh tổ không liên quan gì đến sơn trí. Nếu là bài minh đề trên tháp hoặc chuyện thì có lẽ sẽ có chỗ cần dùng đến. Đối với chuyện hình ảnh thì các vị cổ đức nhiều đời đều không có thờ ảnh. Nếu gửi đến cũng chẳng tiện sắp xếp, vì Linh Nham ngày nay hoàn toàn chẳng thừa kế Linh Nham xưa kia. Do sau khi bị đốt phá trong chiến tranh, chỉ còn sót lại một cái tháp đổ nát, những thứ khác đều bị đốt trụi. Huống chi nay chùa theo pháp môn Tịnh Độ, lệnh tổ chính là bậc tri thức trong Thiền Tông. Luận trên phương diện chùa miếu thì không phải là kế thừa, luận trên pháp đạo thì chính là môn đỉnh khác. Ví như thuyền dưới nước, xe trên bộ, đưa về đến nhà rồi thì hoàn toàn giống nhau, nhưng trên lộ trình thì mỗi thứ mỗi khác. Con người hiện thời chẳng phải là đại thông gia, chọn chẳng thể nói lời viên dung, chỉ ưa nghe nói ngọt đến nỗi không có lợi ích thật sự. Chữ Công chính là đệ tử khá nhất của sư Hán Nguyệt Tạo. Hán Nguyệt muốn làm cao nhân bậc nhất xưa nay, hết sức kình chống tổ Thiên Đồng Mật. Bọn Hoàng Nhẫn, Cụ Đức vân vân đều là phương khích miệt tổ, chỉ có chữ Công là chẳng có thứ tập khí ấy, đáng là người khiến cho hậu thế khâm phục kính ngưỡng vậy. 7. Nhiều lần gặp mộng lành chính là túc nhân, được cảm vời bởi lòng khẩn thiết trong hiện tại. Mộng thấy Đại Tự Viện chính là Pháp Hội Hoa Nghiêm, nhưng do chưa phá được phiền hoặc nên chỉ thấy tướng kém cỏi, chẳng thấy tướng thủ thắng, nhưng cũng chẳng dễ gì thấy được cảnh giới ấy. Đối với chuyện trưởng giả lấy nước bàn cho uống, ấy chính là Văn Thù Bồ Tát đem cảm lộ bàn cho ông. Hãy nên thường gắng sức để chẳng phụ ân đức một phen giả bị. Bởi lẽ phàm phu sát đất phần nhiều bị cảnh truyền, nên tăng tử lúc sắp mất mới đọc thơ rằng: chiến chiến cạnh cạnh, như lâm thâm uyên, như lý bạc băng, như kim nhi hậu, ngô trì miễn phù. Dè dạt kinh sợ như vào vực sâu, đi trên băng mỏng, hiện tại mai sau ta biết thoát rồi. Chưa đến lúc lâm chung, còn sợ có thể bị sa sẩy, chẳng dám nói lời lớn lối ấy. Này những người thích ăn nói lớn lối đều là những kẻ cuồng chọn, chẳng dụng công nơi cơ sở. Lệnh hữu miệng lưỡi không nhanh nhạy chính là do túc nghiệp. Tụng pháp hoa đương nhiên là tốt, niệm Phật, niệm Quán Âm cũng có thể tiêu nghiệp tăng huệ, cho nên cố chấp cho rằng chỉ có tụng pháp hoa mới được. Niệm Phật nếu thật sự trí thành còn có thể siêu phàm nhập thánh, há lẽ chỉ có thiệt căn nhạy bén mà thôi ư? 103. Thư trả lời cư sĩ Trí Lạc. Vãng sanh chẳng ở chỗ biết chữ hay không biết chữ, mà chỉ tại nơi có tín nguyện hay không. Có tín nguyện chắc chắn vãng sanh, không tín nguyện chắc chắn chẳng được vãng sanh. Mẹ ông chẳng thể niệm kinh chú, hãy nên khuyên cụ nhất tâm niệm Phật. Hãy nên ăn chay trường, đừng nghĩ đem máu thịt dâng lên cha mẹ là thể hiện lòng hiếu. Đấy chính là thói mê tín của kẻ không biết Phật pháp. Chúng ta đã biết ăn thịt của chúng nó, tương lai cũng sẽ đem thân mạng đền trả. Cho nên hiếu dưỡng kiểu đó chính là làm cho cha mẹ đời đời kiếp kiếp bị người khác mổ xẻ. Lòng hiếu ấy chính là lòng hiếu đời đời kiếp kiếp hại cha mẹ, chẳng đáng buồn ư? Nếu muốn cho mẹ được vãng sanh, hãy nên thiết tha khuyên anh em trai, chị em gái, thê thiếp, con cái đều cùng hàng ngày bầu bạn bên cha mẹ niệm Phật. Nếu chẳng quây quần, cũng nên bảo họ thường niệm. Nếu đã quen niệm, đến khi cha mẹ lâm chung sẽ tự nhiên biết niệm. Lại phải nói cặn kẽ lợi ích của việc trợ niệm, họa hại do phá hoại tránh niệm thì mới hít được lợi ích nơi trợ niệm, chẳng mắc cái hại bị phá hoại. Những điều khác đã nói cặn kẽ trong một lá thư gửi khắc và sách Sức Trung Tân Lương. Nếu không có, hãy thỉnh từ Hoàng Hóa Xã. 104. Thư gửi cư sĩ Hồ Tác Sơ, năm Dân Quốc 22-1933. Mấy hôm trước, lệnh điệp thôi chú Bình gửi thư đến, và cũng gửi kèm theo thư của các hạ gửi cho anh ta. Xin Quang gửi các loại sách cho các hạ. Quang đã bảo người gửi đi rồi. Các hạ một mực có tín tâm, nhưng chưa gặp được người thông suốt, nên vẫn tu trì những pháp luyện đan vận khí của ngoại đạo. Bọn họ tự khoe tánh mạng song tu, cho là đã đắc chân truyền của lục tổ, chứ thật ra chỉ là pháp gìn giữ cái thân, chọn chẳng có khí phận liễu sanh tử chi cả. Bọn họ nào biết ý nghĩa của tánh và mạng. Nhưng người đời không biết chánh pháp, nên chẳng thể do đầu phân biệt, chọn lựa trần và ngụy, khó tránh khỏi mù quáng đi theo. Pháp luyện đàn vận khí của bọn họ, dùng đúng cách thì huyết mạch châu lưu, thân thể khỏe mạnh. Dùng sai cách, khí bị ngưng trệ, không thông suốt, tai hại chẳng nhỏ. Có khá nhiều người dự vào đồng thiện xã để ngồi luyện công đến nỗi trở thành si ngốc, tề bại, thân thể mất cảm giác. Đều là do pháp ấy chẳng lành, mong dưỡng thân, đâm ra trở thành hại thân, chẳng đáng buồn ư? Xét kỹ căn bệnh của các hạ là do một mực ham chuộng cao xa, nên thường hay bị bệnh vì khí, đây là một chuyện. Hơn nữa do thiên tánh thông minh, Vì vậy vướng lấy tập khí của người thông minh, đối với chuyện nữ sắc chẳng thể hạn chế, lại thêm lửa phẫn nộ thường nổi lên không đúng lúc. Ví như hai lưỡi rìu cùng đốn một cái cây lẻ loi, nguy hiểm tột cùng. Lại thêm do dùng cách tịnh tọa không tốt lành của đồng thiện xã, tạo thêm trợ duyên cho bệnh khổ, đến nỗi đủ mọi hiện tượng đều do đấy mà sanh. Nếu nay chịu hành theo pháp thanh tâm quả dục, giữ lòng thanh tịnh, giảm bớt ham muốn, nhiếp tâm niệm Phật, thì lâu ngày chảy tháng tốt nghiệp sẽ tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng, hết thảy các chứng mất ngủ, nghẹt mũi, rung cơ, vân vân sẽ đều dần dần tiêu diệt. Trước hết hãy nên xem phương pháp tu trì trong gia nguồn lục, một câu Nam Mô A Di Đà Phật miên miên mật mật trì niệm lâu dài. Hễ mỗi khi những ý niệm phẫn nộ, dâm dục, háo thắng, bộc trột vân vân ngẫu nhiên chớm sanh, bèn lập tức nghĩ rằng ta là người niệm Phật, há nên giấy lên những tâm niệm này. Niệm vừa giấy lên bèn dứt, lâu ngày hết thảy những ý niệm hao tổn tinh thần, mệt nhọc, thân xác đều không cách chi giấy lên được. Suốt ngày dùng công đức chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật để gia trì thân tâm, dám bảo đảm chẳng cần đến 10 ngày sẽ liền thấy hiệu quả lớn lao. Nếu chỉ thỉnh thoảng niệm 1-2 câu liền muốn thấy hiệu quả thì là dối mình lừa người. Tuy vẫn có công đức, nhưng muốn nhờ vào đấy để lành bệnh thì chắc chắn chẳng thể được. Và mọi chuyện đều phải lấy lòng thành làm gốc, há có thể nào tu trì chẳng bằng lòng thành mà muốn hưởng lợi ích lành bệnh diệt khổ ư? Lại nữa, nếu tập khí sâu dày, tốt nhất là nên chuyên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, do tầm Bồ Tát cứu khổ thiết tha. Này gửi kèm theo một lá thư gửi khắp, hãy đọc sẽ tự biết. Hiện thời Quang có chuyện hết sức gấp rút, sau này chẳng cần phải gửi thư cho Quang nữa. Nếu có gì cần bàn định nên gửi thư cho chú Bình, nhưng cũng đừng nên để chú Bình gửi thư đến cho Quang nữa. Chẳng qua anh ta biết được đường nẻo, hiểu rõ ràng hơn các hạ đôi chút. 105. Thư gửi cư sĩ Tràng Huệ Cự ở Tuyển Châu, năm Dân Quốc 21, 1932. Hiện thời khắp cả thế giới đều có ngoại đạo, do Phật Pháp sâu xa, nhiệm màu, con người không thể nào biết được. Bọn chúng bèn trộm giành Phật Pháp nhưng chẳng biết nghĩa lý, bèn coi Pháp luyện đàn vận khí để giữ gìn cái thân là Pháp liễu sanh thoát tử. Hơn nữa bọn chúng chẳng biết sanh tử do đâu mà có, nên mù quáng biện đặt, đổi đồn thổi, nói luyện tình hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, lại hợp nhất một chỗ là đắc đạo. Thật ra hoàn toàn là dùng thước thần để tu tập, tuyệt đối chưa thể mộng thấy được lý thể của chân như thật tế, nơi tâm tánh mà vẫn tự phụ, lục tổ loạn chuyển pháp, pháp quy tại gia nhân, tăng gia vô hữu pháp. Lục tổ truyền pháp loạn xạ, pháp trở về với kẻ tại gia, tăng chúng chẳng có pháp. Lời lẽ này chẳng chỉ nói ra miệng mà còn viết thành sách, dùng giả để hủy chân, lấy tà làm chánh. Kẻ vô trì vô thức bèn bị chúng mê hoặc. Ngoại đạo có thể truyền khắp trong cõi đời là nhờ có hai pháp đắc lực. Một là bí truyền, tức là bảo hễ được minh sư chân truyền, chẳng tu vẫn thành. Vì thế bèn nói một cách thần thánh hóa rằng chuột nghe thấy chuột cũng đều thành đạo, chim sẻ nghe thấy chim sẻ đều thành đạo. Vì thế lúc truyền đạo phải ở trong mật thất, khẽ tiếng nói thì thầm, bên ngoài còn sai phái người tuần tra, sẽ có kẻ nghe trộm. Hai là bày ra lệnh cấm nghiêm ngặt, dẫu thân thiết như cha con vợ chồng đều chẳng được nói cho nhau biết, nói ra sẽ bị trời hành. Vì thế trước khi được chuyển đạo, trước hết buộc kẻ ấy thể thốt, nếu sau này phản đạo sẽ bị quả báo thê thảm như thế nào đó. Thể thốt rồi mới được chuyển đạo. Sau này dẫu người nào biết là sai, nhưng vì sợ ông thần canh lời thề nên thà chết chẳng dám rời bỏ đạo ấy để học Phật Pháp. Giả sử ngoại đạo bỏ bí truyền để công khai, làm cho khắp mọi người cùng nghe, cũng chẳng buộc người khác thể thốt, thì người trong khắp cõi đời có mấy ai chịu vào đạo của chúng. Cố nhiên bọn chúng chẳng có đạo, trộm lấy cái danh liễu danh tưởng của Phật Pháp để thực hành chuyện luyện đan, vận khí, giữ gìn thân thể. Dẫu có khiến cho tâm hạnh thành khiết thì cũng bất quá là thành tiên mà thôi. Địa vị của tiên còn kém xa trời, huống gì là đem địa vị tiên so với các địa vị thanh văn chuyên giác Bồ Tát ư? Ông đã quy y Phật Pháp, hãy nên triệt để vớt những pháp ngoại đạo đã tu trước kia ra ngoài biển cả Đông Dương, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ngõ hầu chẳng uổng cuộc sống này và dịp gặp gỡ này.